Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm Iran để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Ibrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về một loạt nội dung, từ hợp tác song phương đến những vấn đề nóng của khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Nga và Iran đã ký thỏa thuận dầu khí trị giá 40 tỷ đô la. Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hợp tác kinh tế, mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, ngoại giao, trong bối cảnh phương Tây vẫn tiếp tục trừng phạt ngành năng lượng của Nga. Hai doanh nghiệp nhà nước, công ty dầu khí quốc gia Iran và tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận lịch sử 40 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các dự án dầu và khí đốt. Biên bản ghi nhớ bao gồm các dự án phát triển tại một số mỏ dầu và khí đốt của Iran, dự án trị giá 10 tỷ đô la Mỹ tại các mỏ khí đốt Kiss và North Pars nằm ở vịnh Persik, cũng như dự án trị giá 15 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường công suất tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất nằm trên biên giới biển giữa Iran và Qatar. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ hợp tác để hoàn thành các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng, cũng như xây dựng các đường ống xuất khẩu khí đốt và các thỏa thuận hoán đổi giữa Iran và Nga liên quan đến khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ. Giám đốc cơ quan dầu khí quốc gia Iran, Mohsen Khojatemer cho biết, thỏa thuận với Gazprom là cam kết đầu tư nước ngoài lớn nhất được ghi nhận trong toàn bộ lịch sử của ngành dầu mỏ Iran. Thỏa thuận này sẽ chiếm 1/4 tổng số các khoản đầu tư được lên kế hoạch cho lĩnh vực dầu mỏ Iran cho đến năm 2025. Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, việc Nga và Iran tăng cường mối quan hệ hợp tác năng lượng có thể khiến phương Tây đau đầu thêm. Hai nước cộng lại sẽ kiểm soát hơn 40% trữ lượng khí đốt toàn cầu và 15% trữ lượng dầu mỏ. Cả hai quốc gia đều đang chịu các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ. Vì vậy, liên minh của họ sẽ ưu tiên các động thái nhằm giảm tác động tiêu cực của các hạn chế và cung cấp nguồn lực cho các khách hàng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo chuyên gia phân tích của chính phủ Liên bang Nga Alexander Kudrin, về phía Iran, hợp tác với Nga hiện nay có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cả việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Nhiều năm bị cấm vận, cái khó của Iran là nguồn vốn và công nghệ. Với quốc gia giàu kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến như Nga, thì Iran kỳ vọng sẽ tăng được sản lượng khai thác và tìm ra thêm các mỏ dầu mới. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, nếu Nga không hợp tác với Iran, thì châu Âu cũng đang tìm nguồn thay thế khi Nga ngừng cung cấp. Sự hợp tác này có lợi cho cả Nga và Iran. Thêm vào đó, Iran sẽ không thể xuất khẩu khí đốt sang Ấn Độ và Pakistan trừ khi hợp tác với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Tehran và Moscow sẽ từng bước hạn chế sử dụng đồng đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại và chuyển sang sử dụng SPFS, hệ thống tài chính riêng của Moscow. Theo ông Peskov, năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Đài Sputnik cũng đưa tin rằng Iran đã bày tỏ sẵn sàng chuyển đổi các giao dịch thương mại được thực hiện ở nước ngoài sang thương mại với Nga bằng đồng rial của Iran. Chắc chắn về mặt lý thuyết thì điều đó có thể được thực hiện. Chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển mới trên toàn thế giới. Theo đó, một số quốc gia đã cố gắng giảm giao dịch thương mại bằng đồng đô la và sử dụng đồng nội tệ của họ. Và đây là một diễn biến mới. Và tôi nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể làm điều này với Nga. Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới sau Nga. Vì vậy, sự hợp tác giữa hai cường quốc khí đốt này chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến dòng chảy năng lượng quốc tế khi mà cả hai đều chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Trong một diễn biến khác, tại hội nghị thượng đỉnh ba bên theo định dạng Astana giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, các bên đã đạt được thỏa thuận về viện trợ nhân đạo cho Syria và cuộc chiến chống khủng bố. Ông Putin nhấn mạnh rằng ba nước nên thực hiện các biện pháp để khởi động cuộc đối thoại ở Syria để người dân nước này có thể xác định được tương lai của họ mà không cần áp đặt các công thức hoặc mô hình có sẵn ở bên ngoài. Tuyên bố chung được thông qua tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bình thường hóa bền vững và khả thi tình hình ở Syria. Ba nước có chung quan điểm rằng cuộc khủng hoảng Syria cần được giải quyết chỉ bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao dựa trên đối thoại nội bộ Syria theo quy định của Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tất nhiên với việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tại Tehran, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng tạo ra một sức hút vô cùng lớn. Bởi ngoài vấn đề Syria, nó sẽ bàn tới cuộc xung đột Nga-Ukraine,
Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga và một lãnh đạo quan trọng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này cũng mở ra hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia NATO không tham gia trừng phạt Nga, có nhiều cơ hội thành công trong việc trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine có thể có trong tương lai. Chuyến thăm của ông Putin nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác với Iran và điều này nằm trong lợi ích chiến lược của Nga. Iran đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hình thức hợp tác đa phương với Nga. Iran đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và mong muốn tham gia BRICS. Nói cách khác, hai bên đang hướng tới hợp tác chiến lược cả song phương và toàn cầu. Nga và Iran có tiềm năng hợp tác to lớn, từ thương mại đến hành lang vận tải Bắc Nam, nối biển Baltic đến các cảng của Iran ở biển Ả Rập. Nga muốn nhanh chóng hoàn thành hành lang Bắc Nam để họ có thể buôn bán từ Iran sang Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Điều đó sẽ đem lại lợi ích lớn cho Nga. Nhờ đó họ có thể xuất khẩu ngũ cốc và các hàng hóa khác của mình thông qua Iran. Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp phải những vấn đề lớn do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine. Nó đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm ra những giải pháp có thể giảm bớt các tác động đó. Chuyến thăm Iran lần này của Tổng thống Nga Putin cũng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận Trung Đông và quốc tế. Bình luận trên trang web của quỹ Jamestown, tiến sĩ Pavel K. Bayev, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Oslo cho rằng, chuyến công du của Tổng thống Nga đến Iran nhằm tạo đối trọng với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel và Ả Rập Xê Út. Ông Joe Biden vừa kết thúc chuyến thăm Trung Đông đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ với lịch trình dày đặc tại ba chặng dừng chân chính, bao gồm Israel, khu bờ Tây của Palestine và Ả Rập Xê Út. 16 tháng trước chuyến thăm, Mỹ không coi Trung Đông là ưu tiên. Nhưng cuộc xung đột tại Ukraine đã cho thấy rõ vai trò then chốt của các nhà sản xuất dầu vùng vịnh Persic. Nhìn lại Trung Đông mới thấy, Nga và Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình với các đối tác truyền thống của Mỹ. Vì vậy, chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Biden được xem là nhằm khắc phục thiệt hại. Israel là chặng dừng chân đầu tiên và lâu nhất của ông Biden. Tại đây, Mỹ và Israel đã ra tuyên bố chung thành lập cơ chế đối thoại chiến lược về công nghệ cao song phương, tập trung vào các công nghệ chiến lược như thông minh nhân tạo, khoa học lượng tử và các giải pháp cho những thách thức toàn cầu như chống biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên bố chung Jerusalem, đối tác chiến lược Mỹ-Israel khẳng định mối quan hệ không thể phá vỡ giữa hai quốc gia và cam kết bền bỉ của Mỹ đối với an ninh của Israel. Giới phân tích cho rằng, ngoài mục đích tái khẳng định cam kết và trấn an đồng minh, chuyến đi của Tổng thống Mỹ không tạo ra nhiều thay đổi đối với Israel, ngoại trừ việc Ả Rập Xê Út đồng ý mở cửa không phận cho các chuyến bay thương mại của Israel. Những tuyên bố trong vài tháng qua về việc Mỹ sẽ sớm giúp thành lập một liên minh phòng thủ an ninh mới trong khu vực, bao gồm Israel, Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập vùng vịnh, để chống lại nguy cơ tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran, được các nước đón nhận với thái độ không mặn mà. Với mối quan hệ căng thẳng của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman sau vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi của Washington Post, rất có khả năng ông Biden sẽ không đến thăm Ả Rập Xê Út nếu Nga không tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và khiến giá khí đốt ở Mỹ tăng cao. Tại chặng dừng chân Ả Rập Xê Út, Tổng thống Biden và Thái tử Salman đã đạt được 18 thỏa thuận hợp tác thuộc các lĩnh vực không gian, đầu tư, năng lượng, y tế, được ký kết giữa hai nước, một kết quả khá khả quan. Tuy nhiên, liên quan đến đề nghị Ả Rập Xê Út tăng sản lượng để hỗ trợ thị trường dầu mỏ thế giới, mục đích chính của chuyến công du đã không có lời hứa hẹn chính thức nào được đưa ra. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ả Rập, Ả Rập Xê Út cho biết không đủ công suất để tăng sản lượng dầu thô lên hơn 13 triệu thùng mỗi ngày, một sự từ chối khéo khi nước này vướng ràng buộc của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và cả OPEC cộng. Chúng tôi đã lắng nghe đầy đủ quan điểm của tất cả bạn bè và đối tác của chúng tôi về chính sách năng lượng, bao gồm cả các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn. Nhưng các thành viên của OPEC cộng đã có một cơ chế cố định để theo dõi và đánh giá tình hình trên thị trường dầu thô quốc tế. Cho đến nay, chúng tôi nghĩ rằng cơ chế này có hiệu quả. Dầu có thể là chất xúc tác để ông Biden thực hiện chuyến công du này, nhưng phía sau đó là sự cạnh tranh giữa các nước lớn và nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ả Rập Xê Út nhận thấy lợi ích thực sự trong việc duy trì mối quan hệ dầu mỏ với Nga trong OPEC cộng. Trên thực tế, trong quý 2 năm nay, Riyadh đã tăng gấp đôi lượng dầu thô nhập khẩu của Nga để sử dụng trong nước và sau đó xuất khẩu dầu của chính mình với giá cao hơn. Người Ả Rập Xê Út coi Mỹ là đối thủ cạnh tranh, chứ không phải để cộng tác trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Mà cũng không chỉ mình nước này muốn duy trì quan hệ với Nga và Trung Quốc.
Mỹ sẽ vẫn là đối tác an ninh chính của các quốc gia vùng vịnh, nhưng không vì thế mà các nước trong khu vực từ bỏ hợp tác với Nga và Trung Quốc. Sau tuyên bố rút dần khỏi khu vực, Mỹ đang nhận thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước Trung Đông trong bối cảnh nhiều diễn biến địa chính trị mới xuất hiện trên thế giới. Chuyến thăm của ông Biden đã giải quyết được nhiều vấn đề về ngoại giao như mở ra triển vọng hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ cho các bên. Nhưng qua chuyến công du lần này, mục tiêu quan trọng là cứu vãn thị trường dầu mỏ và hai vấn đề hóc búa khác của khu vực, bao gồm cuộc xung đột giữa Israel-Palestine và vấn đề hạt nhân Iran, vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.